Xin chào tất cả các chị em đã đến video clip của Shopping Fashion nha. Hôm nay thì hàng giảm cân của em Uyên đi gửi liệu trình cho khách yêu nhà em Uyên đây. Sẵn em Uyên chia sẻ lại những cái thành phần công dụng tuyệt vời vì sao mà sản phẩm giảm cân của bên em Uyên đi rất là nhiều, số lượng rất là nhiều và rất là được các anh chị em ưu chuộng thời gian hiện nay. Đó, Uyên chia sẻ rất là nhiều feedback luôn cho mọi người. Đó, mọi người thắc mắc là vì sao trong đó nó có những cái thành phần nào mà tuyệt vời đến như thế mà giúp cho các chị em giảm từ 3 kg nè, 5 kg nè, 7 kg, thậm chí cả 10 kg luôn trong vòng có một liệu trình hoặc là hai liệu trình thôi là mọi người giảm cân về mà không ảnh hưởng sức khỏe nha. Đó, những người mà bệnh nền nè, vẫn dùng được luôn, những mẹ bỉm sữa sau sinh con từ 2 đến 3 tháng là vẫn dùng được luôn mà không ảnh hưởng đến sức khỏe ha, hoặc là lượng sữa cho em bé bú. Đó, bây giờ Uyên sẽ chia sẻ những thành phần tuyệt vời cho mọi người xem nha. Đây, đây là cặp V giảm cân G, đây là sản phẩm giảm cân chủ lực bằng Shopping Fashion nha. Vì trong đây nó có những thành phần gì? Đó là thành phần L-carnitine, thành phần này hỗ trợ ngăn chặn hấp thụ ha, mỡ nè, đường vào máu nè. Đó, rồi nó có thêm thành phần là collagen giúp đẹp nè, đẹp da nè, đẹp tóc nè, bóng tai bóng chân, chắc khỏe nè. Đó, không bị gãy rụng nha. Và nó có thành phần riêng copitin là thành phần mà cà phê xanh ha, giúp là giảm hấp thụ tích tụ mỡ nè, kích thích quá trình trao đổi chất nè. Đó, rồi nó có thành phần quả bứa nè, trà xanh nè, lá sen, chè vàng, đó là những thành phần rất là tự nhiên nha, an toàn cho sức khỏe, giúp cho giảm cân an toàn và hiệu quả ha. Đó, đối tượng sử dụng rất là dễ, đó là những người là mỡ máu cao nè, thừa cân nè, béo phì nè, bệnh tiểu đường nè. Đó, những người từ 17 tuổi trở lên có thể sử dụng sản phẩm giảm cân G bên nhà em Uyên rồi. Đó, nếu mà những chị em nào cơ địa có giảm, dùng qua rất là nhiều sản phẩm giảm cân rồi mà không giảm được thì nên dùng kết hợp thêm cà phê G và detox rau xanh. Vì sao mà Uyên khuyên mọi người nên dùng thêm cái detox rau xanh này? Đó là nếu mà dùng cái detox rau xanh này nó sẽ hỗ trợ sản phẩm cà phê G giảm cân ha, giảm gấp 2 đến 3 lần so với mình dùng cái sản phẩm cà phê G thông thường. Vì nếu mà những chị em nào cơ địa dễ giảm, chỉ cần dùng cái cà phê G này thôi đã giảm được từ 3 đến 5 kg rồi mọi người. Nhưng nếu mà những chị em nào khó giảm, dùng qua rất là nhiều là giảm cân rồi mà không giảm được thì nên dùng kết hợp thì nó sẽ mang lại hiệu quả gấp 2 đến 3 lần. Đó là dùng kết hợp detox rau xanh G, nó sẽ giúp cho giảm mỡ máu nè, gan nhiễm mỡ nè, giảm tiểu đường nè, ngăn hấp thụ chất béo vào trong một ngày mình ăn nha, cung cấp chất xơ thay thế rau xanh, thanh lọc cơ thể được. Vì hai viên như thế này nó bằng 1 kg rau xanh nha, nhất là những chị em nào hay bị táo bón sau khi sinh, đó là bị táo bón hoặc là ít ăn rau thì là hay bị táo bón ha, bón đến nỗi mà gây ra trĩ luôn là rất là nguy hiểm, nên bổ sung cái thành phần detox rau xanh G này nha. Nếu mà mọi người không muốn giảm cân, chỉ muốn là thải mỡ thải độc thôi thì chỉ cần dùng cái detox rau xanh G này thì nó đã cũng giúp cho các chị em là thải mỡ cực kỳ hiệu quả rồi. Còn muốn giảm cân nhanh, giảm cân cho hiệu quả và xuống ký cho nó được an toàn sức khỏe hơn mà không ảnh hưởng sức khỏe thì mọi người dùng kết hợp với cà phê G là đảm bảo xuống ký cực kỳ nhanh, an toàn ha, không gây mệt mỏi nha. Đó, rồi trong thành phần mà detox rau xanh G này nó có cái gì mà tuyệt vời đến như thế, đó là cải bó xôi nè, Redelia Ovita nè, đó hạt tiêu đen, lá cam, lá xoài, đó là những thành phần rất là tự nhiên giúp cho các chị em ngay cả mẹ bỉm sau khi sinh đang cho con bú hàng 1 đến 2 tháng vẫn dùng được cái detox rau xanh G này. Nếu mà chỉ muốn là thải mỡ thải độc thôi thì dùng thằng này, hoặc là những chị em nào mà hay bị bón, anh chị em nào hay bị bón nè, đó, và hay có những cái lượng mỡ tích tụ trong cơ thể nhiều nè thì nên dùng cái em detox rau xanh G này, nó cũng đào thải mỡ đi cực kỳ hiệu quả nhưng mà không có giảm cân được nhiều nha. Còn muốn giảm cân nhiều thì nên kết hợp detox này với cà phê G thì sẽ giúp cho các chị em giảm cân cực kỳ hiệu quả. Và ngoài ra nếu mà dùng cái sản phẩm giảm cân bên Uyên sẽ được tặng, nếu mà dùng cấp độ 2, cấp độ 3 nha, sẽ được tặng cái liệu trình thêm, đó là bình nước đựng Michelin là cao cấp nè, trị giá 120.000 và gói hợp dịp lục collagen trị giá 380.000 này. Vì sao mà Uyên tặng hai cái sản phẩm tuyệt vời như thế này? Vì hai sản phẩm này thứ nhất giúp cho các chị em ha đựng cái nước này. Đó, mọi người nếu mà trong quá trình uống giảm cân thì nên uống nước ha, uống nước và pha cái gói dịp lục này nè, từ 2 đến 3 lít giúp em Uyên, giúp cho các chị em giảm cân cực kỳ nhanh vì cái sản phẩm hỗ trợ ha, đốt mỡ thừa rồi, cà phê G về để tóc rau, nó đã giúp cho mọi người ha đào thải mỡ, đào thải độc tố rồi. Bây giờ mình chỉ cần dùng thêm cái sản phẩm nước dịp lục collagen này, nó sẽ đào thải mỡ ra nhanh chóng. À, giảm cân nhanh chóng mà không có làm cho các chị em mệt mỏi nha. Ngoài ra khi mà các bạn uống cái thành phần mà Real Coffee Collagen này, nó dịp lục collagen này, nó sẽ giúp cho các chị em là ha giảm cân xong sẽ đẹp da, cải thiện nội tiết tố nha. Những chị em nào đang bị mụn nám sạm trên da là nó cũng cải thiện luôn. À, giúp cho các chị em ha, những cái nội tiết tố nè, bốc quả là khó chịu cấu gắt ha, nó cũng sẽ cải thiện luôn nếu mà uống cái sản phẩm mà cà phê giảm cân G này với là dịp lục collagen này ha, kết hợp với nhau giúp cho các chị em vừa giảm cân nè, vừa đẹp dáng, vừa đẹp da nè. Rất là tuyệt vời luôn nha mọi người nha. Đó vì sao nên em Uyên tặng cái bộ liệu trình này cho mọi người khi mà dùng giảm cân bên em Uyên. Đặc biệt chỉ có Shopping Fashion mới có cho nha mọi người nha. Lưu ý liên hệ trực tiếp với em Uyên để được tư vấn và dùng đúng liệu trình nha. Vì ngoài thị trường bây giờ rất là nhiều sản phẩm giảm cân ha, mà nếu mà mọi người dùng không đúng cơ địa, không phù hợp sẽ gây cho mệt mỏi nè, đó khó ngủ nè, và có khi còn bị tiêu chảy nè, nhức đầu nè, đó và ảnh hưởng ha đến những cái bệnh nền của các chị em. Nếu mà anh chị em nào đang có bệnh nền thì nên tư vấn kỹ trước khi sử dụng những sản phẩm giảm cân nha. Bên em Uyên có đầy đủ liệu trình cho tất cả các chị em dùng, đảm bảo không ảnh hưởng sức khỏe, không ảnh hưởng đến bệnh nền mà còn giúp cho các chị em ha đẹp dáng, đẹp da, không bị mụn nám sau khi giảm cân và đặc biệt là da không bị chảy xệ nhăn nheo sau khi mà giảm cân nha, không mệt mỏi ha khi mà mình dùng giảm cân luôn. Đó, mọi người thấy không, đó là điều tiên quyết với Shopping Fashion, giúp các chị em khi mà giảm cân không bị mệt mỏi, không bị
xấu da của mình đi ha, mà còn da còn hồng hào trắng đẹp ha. Đó, nên là mọi người ơi, hãy liên hệ trực tiếp với em Quyên, đại lý chi nhánh sĩ lẻ bên em Quyên nha. Đó, để được tư vấn dùng đúng đủ liệu trình để giúp cho các chị em phù hợp với cơ địa của mình và giảm đảm bảo an toàn sức khỏe mà không gây mệt mỏi nha. Đó, liên hệ với em Quyên qua hai số hotline 0938033035 hoặc 0767750430. Mọi người cũng có thể kết Zalo để được tư vấn và trả lời một cách nhanh chóng nhất nha mọi người nha. Lưu ý ha, bên em Quyên chỉ có hai số điện thoại này thôi. Mọi người nhớ để tránh mua hàng nhái, hàng giả hoặc không có quà tặng nếu mà mua ở những cái shop khác ha. Mọi người lưu ý để được mua đúng hàng chuẩn chính hãng và kèm được quà tặng. Quà tặng này chỉ có giới hạn từ đây cho đến Noel và Tết Tây thôi nha mọi người nha. Đó, và có giới hạn thôi. Nếu mà quà tặng hết sớm thì mọi người thông cảm ha, sẽ không còn quà tặng nữa. Nên nhanh tay đặt inbox trực tiếp ha qua hai số hotline này để được tư vấn và mua đúng hàng chính hãng kèm quà tặng nha. Xin chào và tạm biệt mọi người ạ. Đây bây giờ thì em Quyên đóng hàng gửi cho khách yêu nhà Quyên liệu trình bộ đôi cà phê giảm cân cơ và detox rau xanh kèm quà tặng dịp lục collagen và bình nước với chili nha mọi người nha. Đây là liệu trình cao cấp nha. Đó, hiện quà tặng này thì có đang chương trình khuyến mãi nè, từ Tết Tây ha. Đó, từ Noel đến Tết Tây thôi nha mọi người nha, và chẳng có giới hạn thôi nha mọi người. Đó, lưu ý đặt hàng nhanh chóng nha để được kèm quà tặng nha. Đó, quà tặng trị giá là 480.000 nha. Đó, cực kỳ có giá trị luôn. Đó, mọi người nhanh chóng để được tặng kèm quà tặng như thế này nha. Đó, sản phẩm cà phê giảm cân cơ cực kỳ hiệu quả nha. Đó, đem lại cho giúp cho các chị em giảm ít nhất từ 5 cho đến 7 kg nha mọi người.